Ngọc Thơ, Thời báo chấm D. kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc tế e ngại Việt Nam sẽ ngã về Trung Quốc nhiều hơn sau thanh trừng nội bộ Ngày 6 tháng 2 trên tạp chí Việt Nam của đài AFI tiếng Việt có bài bình luận về chính trị Việt Nam với tựa đề Thanh trừng chống tham nhũng, ban lãnh đạo Việt Nam sẽ nghiêng về Trung Quốc nhiều hơn của tác giả Thanh Phương Bài bình luận nhắc lại việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng bị bãi nhiệm vào tháng 1 năm 2023 và cho rằng báo chí quốc tế quan tâm đến tác động của những đảo lộn chính trị này đối với đường lối ngoại giao của Việt Nam. Bài bình luận này dẫn bài phân tích của ông MK Barakuma, nguyên là một nhà ngoại giao Ấn Độ, đăng trên trang Asia Times ngày 2 tháng 2 với tựa đề Việt Nam thấy một tương lai chung với Trung Quốc hơn là với Hoa Kỳ. Hình ảnh bài bình luận trên trang AFI. Ông MK Barakuma nhận định cuộc thanh trừng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy việt nam đang đi theo hướng nặng về ý thức hệ hơn và bớt thân với phương tây hơn nỗ lực chống tham nhũng kéo dài hàng thập kỷ do tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng phát động đã tăng tốc trong những năm gần đây và dường như được thúc đẩy bởi những mối quan tâm rất giống với những mối quan tâm của đảng cộng sản trung quốc và chủ tịch tập cận bình về cơ bản động lực của chiến dịch này là tính chính đáng của đảng cộng sản việt nam với tư cách là đảng cầm quyền ông mk barakuma khẳng định không hề là ngẫu nhiên khi các lãnh đạo đảng bị cách chức chủ yếu là thuộc phe thân phương tây hoặc những thành phần kỹ trị và điều này có thể thấy là ông nguyễn phú trọng quan tâm đến sự toàn vẹn về tư tưởng cũng như về đạo đức của đảng theo ghi nhận của ông mk barakuma một nhà phân tích phương tây so sánh sự khẳng định quyền lực của ông nguyễn phú trọng với việc củng cố quyền lực ở trung quốc dưới thời tập cận bình bài bình luận trên afi cho hay theo ông MK Barakuma, mối lo ngại thực sự của phương Tây là sự cân bằng quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam và trong chính phủ hiện nay có thể có lợi cho Trung Quốc và Nga hơn. Bài bình luận trên AFI lại tiếp tục dẫn ý kiến trên tờ nhật báo Hồng Kông Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng quan ngại về tác động của cuộc thanh trừng chống tham nhũng ở Việt Nam đến chính sách ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung. Bài đăng trên Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 24 tháng 1 năm 2023 viết khi việt nam thanh lọc hàng ngũ lãnh đạo sau chiến dịch trấn áp tham nhũng nhiều câu hỏi đã được đặt ra về sự thiếu kinh nghiệm của ban lãnh đạo mới về chính sách đối ngoại và điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của việt nam đối phó với các thách thức ngoại giao trong bối cảnh cạnh tranh mỹ trung tờ nhật báo hồng kông trích dẫn ông nguyễn khắc giang nhà nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu kinh tế và chiến lược việt nam cho rằng sự ra đi của hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh có thể làm giảm khả năng của Việt Nam giữ thế cân bằng trước cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc cũng như giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Bởi vì cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong thành công ngoại giao của Hà Nội những năm gần đây. Bài báo này cũng dẫn lời giáo sư Zachary Abuja, chuyên gia về an ninh chiến lược tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington dự báo sẽ có nhiều sự thiếu hụt kinh nghiệm về chính sách đối ngoại trong giới lãnh đạo cấp cao. Hình ảnh ông trọng có quan hệ gần gũi với ông Tập. Bài bình luận trên IFI trích dẫn tờ nhật báo Le Monde của Pháp ngày 19 tháng 1 năm 2023 theo đó cho rằng thông qua cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng của ông, chế độ cũng trừng phạt ba nhân vật nổi tiếng là thực dụng và là những người tham gia nhiều nhất vào việc quản lý đất nước kể từ năm 2016. Tờ báo trích dẫn lời Benoit de Trelode, chuyên gia về Việt Nam và giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường quân sự Israel, giải thích ta chỉ cần nhìn xem những lãnh đạo bị cách chức đã được thay thế bởi ai. Trong số các phó thủ tướng mới có một nhà tư tưởng kiên định, trong khi đó thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, người thay thế Nguyễn Xuân Phúc khi ông trở thành chủ tịch nước vào năm 2021, đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho bộ máy tình báo và công an tức là bộ đặc trách duy trì trật tự và đàn áp chính trị. Chuyên gia Benoit de Trellode giải thích, trong vài năm nay, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng thực sự về sức mạnh của bộ máy công an. Theo ông, hiện tượng này phản ánh cả một cuộc đấu đá để giành quyền kế nhiệm tổng bí thư. Chức vụ mà đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rất muốn nắm. Từ đây đến đó, ông được cho là sẽ được giao chức chủ tịch nước đấu đá nội bộ cũng phản ánh một mối căng thẳng về định vị chiến lược của việt nam theo cái nhìn của ông benoit de trelode theo truyền thông công an là ngành có nhiều hợp tác với trung quốc nhất là ngành mà hai đảng cộng sản trung quốc và việt nam dễ nhất trí với nhau nhất về cách tốt nhất để giữ quyền lực vị chuyên gia pháp cho rằng những cuộc thanh trừng ở cấp cao nhất này nhắm vào một tầng lớp lãnh đạo được coi là thực dụng và cởi mở với phương tây do đó có thể được coi là cử chỉ thiện chí về chính trị của Việt Nam đối với Bắc Kinh rằng Việt Nam không dễ bị Mỹ lôi cuốn. Tờ Jakarta Post của Indonesia ngày 30 tháng 1 năm 2023 cũng bày tỏ quan ngại về sự tác động của thanh trừng chống tham nhũng đối với ASEAN. Bài bình luận trên AFI cho biết, tờ báo cho rằng với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2023, Indonesia cần quan tâm nhiều hơn đến những diễn biến chính trị ở Việt Nam. Tờ báo nhấn mạnh, một nhà nước Việt Nam ổn định về chính trị là một yếu tố cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng ta đều mong rằng giới lãnh đạo của đảng ở Việt Nam sẽ tìm ra giải pháp đôi bên cùng có lợi vì lợi ích của người dân Việt Nam, của ASEAN và của thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin quốc tế e ngại Việt Nam sẽ ngã về Trung Quốc nhiều hơn sau thanh trừng nội bộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .đ để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .đ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thể chế thối từ gốc nhưng ông trọng vẫn chỉ chặt củi đốt lò. Tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đang ở mức độ nghiêm trọng, rất cấp bách với hậu quả có thể đe dọa sự tồn vong của chế độ cộng sản đa số người dân đã và đang nhận ra họ phải chịu đựng rất nhiều tiêu cực mà tham nhũng đang là quốc nạn lớn nhất, khiến nhiều người mất lòng tin vào đảng Cộng sản. Mặc dù chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên bề mặt cho thấy sự quyết tâm và không vùng cấm, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao công cuộc này vẫn không thể ngừng nghỉ và ngày càng phát hiện nhiều củi to. Mối liên quan giữa thể chế hiện tại mà Việt Nam đang xây dựng và nạn tham nhũng tràn lan cần phải được phân tích và tìm ra giải pháp nếu muốn công cuộc diệt trừ vấn nạn này đạt hiệu quả và thật sự lâu dài. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên phải và bao quan chức vừa bị mất chức gồm Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc. Trước hết, trở ngại lớn nhất đối với việc phòng chống tham nhũng là do Việt Nam có hệ thống đảng và nhà nước song hành. Nhưng đảng Cộng sản lãnh đạo luôn nắm mọi quyền hành và không có cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực, Wikipedia trong chủ đề chính trị Việt Nam đã trích dẫn bài phát biểu của nguyên chủ tịch Quốc hội khóa 10 Nguyễn Văn An cho biết, mặc dù hiến pháp và pháp luật đã ghi rất rõ, nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật là tối thượng, song trong thực tiễn thì không ít trường hợp chỉ thị nghị quyết của Đảng mới là tối thượng thực chất chúng ta có hai hệ thống quyền lực song song đó là hệ thống của đảng và hệ thống nhà nước đi kèm theo là hai hệ thống tòa nhà của hai cơ quan đảng và nhà nước công kênh chưa từng có quốc hội là nhánh lập pháp có quyền lực cao nhất song cũng còn nhiều hình thức thực chất là trung ương bộ chính trị quyết chính phủ là nhánh hành pháp song cũng rất yếu chủ yếu là chấp hành chỉ thị nghị quyết của đảng quyền lực nhà nước ở việt nam cũng được phân ra làm ba nhánh nhưng quy tụ lại dưới sự thống nhất chỉ đạo của đảng mặc dù trên lý thuyết nhà nước việt nam là nhà nước của dân do dân và vì dân nhưng sự kiểm soát và quyết định hoàn toàn không nằm trong tay người dân hình ảnh sơ đồ cấu trúc hệ thống chính trị ở việt nam tại một số quốc gia dân chủ tam quyền phân lập được xem là thước đo mức độ tập trung quyền lực nhằm kiểm soát và kiềm chế quyền lực quyền lập pháp hành pháp tư pháp được giao cho các cơ quan khác nhau trong nhà nước quyền lập pháp giao cho nghị viện hay quốc hội quyền hành pháp giao cho chính phủ quyền tư pháp giao cho tòa án tuy nhiên khái niệm này lại tuyệt nhiên bị đảng cộng sản việt nam phủ nhận cho đây là chiêu bài cổ suý xung đột quyền lực như vậy một khi công cuộc chống tham nhũng như kiểu ta đánh ta thì kết quả cũng chỉ là bắt cóc bỏ dĩa hoặc là công cụ để thanh trừng phe đối lập trong đảng như dư luận vẫn nhận định về chiến dịch đốt lò của ông trọng các nhóm lợi ích và phe cánh cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến chiếc lò của Tổng bí thư vẫn không thể nào đốt hết cán bộ tham nhũng. Bài báo đăng trên trang AFA vào ngày 16 tháng 9 2019 với tựa đề Nhóm lợi ích sẽ làm lung lay thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dẫn lời ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban nghiên cứu ban dân vận Trung ương cho rằng một thực tế rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lúng túng trước tình hình nhóm lợi ích là sân sau của giới chức cán bộ, lãnh đạo nhà nước để tham nhũng từ địa phương đến trung ương. Hình ảnh bài viết nhóm lợi ích sẽ làm lung lay thể chế của đảng Cộng sản Việt Nam trên báo AFA. Cũng theo bài báo này, trong một cuộc phỏng vấn với AFA hồi cuối tháng 7, nhà báo Trần Quang Thành, một nạn nhân bị tạc axit vì các bài viết chống tiêu cực và phơi bày tham nhũng tại Việt Nam, khẳng định rằng chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam thực chất là để thanh trừng lẫn nhau. Một số nhà quan sát tình hình Việt Nam như ông Nguyễn Khắc Mai, nhà báo Trần Quang Thành đều có cùng nhận định rằng thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đang và sẽ dung dưỡng cũng như tạo lợi thế cho các nhóm lợi ích phát triển. Theo vậy, công cuộc chống tham nhũng càng khiến cho nạn tham nhũng ở Việt Nam trở nên ngày càng tinh vi hơn. Đài Á Châu Tự Do cho biết thêm, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin thể chế thối từ gốc nhưng ông trọng vẫn chỉ chặt củi đốt lò quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d